Xin chào tất cả mọi người. Anh em chúng tôi là đại diện hội VF8 miền Bắc, vừa trải qua quãng đường hơn 500 km để đến với xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên để thực hiện cái chuyến thiện nguyện đầu tiên của hội VF8 miền Bắc, gửi những cái phần quà nhỏ bé của mình là tiền mặt và những nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm hay xà phòng vân vân để chia sẻ và tương thân tương ái đối với những cái hoàn cảnh khó khăn nhất của xã Phìn Hồ ở huyện Nậm Pồ. Đây là những bà con đang có mặt ở đây và chúng tôi vừa thực hiện trao quà. Đây là những phần quà rất là nhỏ bé thôi nhưng thể hiện tấm lòng của những người chủ xe VF8 thuộc hội VF8 miền Bắc để gọi là chia sẻ một phần khó khăn và chúc cho bà con sớm vượt qua khó khăn, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra thì sự xuất hiện của chúng tôi ở thời điểm này, những cái thời khắc lịch sử chuẩn bị kỷ niệm 30 tháng 4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đặc biệt là ngày 7 tháng 5 tới là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cho thấy là chúng tôi luôn mong muốn hướng về cội nguồn, uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ những công lao của các vị cha anh hy sinh để chúng ta có cái cuộc sống ngày càng ấm no hiện nay. Và đặc biệt nữa, khi đến với bà con, chúng tôi còn muốn lan tỏa những cái tinh thần thực sự là tự hào vì chúng tôi là những chủ xe ô tô điện VinFast, một cái thương hiệu không chỉ đang có ở Việt Nam mà đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Để gần gũi hơn thì chúng ta có thể hình dung những chiếc xe điện VinFast phiên bản mui trần sẽ xuất hiện tại lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới. Vâng, người Việt chúng ta có thể làm và thậm chí làm rất tốt nhiều việc. If you feel lonely, I will be here and waiting for the sun. It's getting closer, but it will never last down. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Over the mountains, I see the moon. So it begins. Looking to the rising sun, this is where we belong. We belong. A new day will soon begin. That's what I've been here for all along. I have no doubt. Nhằm là để no cái bụng thôi. Thóc bà con làm về thì thóc mới thì lại để dành sang năm ăn. Còn ăn cái thóc của năm ngoái, rồi là sợ mất mùa, rồi sợ nó không đảm bảo về lương thực. Đấy là thứ ăn thóc cũ xong để dành, bọn không dám bán. Thì trừ là trong nhà có cái việc gì cần kiếp thật đột xuất thật mà cần đến tiền thì bắt buộc phải bán. Còn đâu là cứ để dành như thế. Còn sinh sống thì đa số từ đầu cấp, nuôi con gà thì ăn con gà, bán con gà, con lợn đấy thôi. Còn nguồn thu của bà con là chỉ có nông nghiệp. Đấy mà nó lại thất thu rồi bà con lại toàn làm nương, ít làm ít ruộng ấy. Nên là nương thì cái năng suất lại thấp, do vậy là bà con nó vẫn khổ như thế. Bà con hôm nay là đến với bà con là có cái phần quà, những cái phần quà này trao tặng cho gia đình nhà mình. Và cũng mong gia đình sớm cái vượt qua những cái khó khăn để có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn ạ. Chào tôi là tôi sĩ cán bộ xã Hà, tôi là quý tuổi sĩ lâu tôi tuổi lỏng mà một cựu ít cán bộ tôi xin chào đây. Cảm ơn đoàn đã quan tâm đến ông và nhớ những cái ơn của gia đình thương binh liệt sĩ, và ông xin chúc mọi đoàn luôn luôn gặt nhiều may mắn và có những cái chuyến thỉnh nguyện thật là nói chung là đạt kết quả cao. Ông bảo thế. If you feel lonely, I will be here and waiting for the sun. It's getting closer, but it will never last down. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Over the mountains, I see the moon and so it begins. Looking to the rising sun, this is
đây là bàn thờ của Mâm chua nhưng mà ngon. Hồ đây là xã vùng cao biên giới của huyện Phố, tỉnh Điện Biên. Xã có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo là chiếm khoảng 2/3 dân số trên địa bàn xã. Dân ở đây thì chủ yếu là dân tộc Mông, chiếm 80%. Thì hôm nay rất vinh dự cho Đảng ủy xã được đón đoàn thiện nguyện hội VF8 miền Bắc, cũng xin được thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thì xin được thay mặt cho bà con, xin được gửi lời cảm ơn đến hội cũng như là các anh các chị đã không quản đường xá xa xôi lên dành cho bà con những đồng quà, tấm bánh. Thành phố Điện Biên Phủ kính chào quý khách.